Chúng tôi xin công bố danh sách 7 thí sinh lọt vào bán kết. Thí sinh thứ nhất, Nguyễn Thị Mỹ Nhung, số có danh 22, dự thi bảng nhạc đám cây. Thí sinh thứ hai là thí sinh Ca Thương, số có danh 19, dự thi bảng nhạc ly cà phê văn nghệ. Thí sinh thứ ba, Nguyễn Thành Đạt, số có danh 12, dự thi bảng nhạc em có anh sống sao. Thí sinh thứ tư là thí sinh Trần Vân Anh, số có danh 26, dự thi bảng nhạc chậm lại 1 phút. Thí sinh thứ năm, Phạm Hoàng Huy, số có danh 08, dự thi bảng anh sai rồi. Thí sinh thứ sáu, Nguyễn Ngọc Kiều Anh, số có danh 01, dự thi bảng quê em của Lữ Lũ. Và thí sinh thứ bảy là thí sinh Mai Thanh Lâm, số có danh 28, dự thi bảng tìm lại. Xin chào một tràng tay của tất cả quý vị các bạn cho bảy thí sinh lọt vào bán kết. Anh vô tình nhiều lần làm em phải khóc, đã cho em với biết bao nỗi buồn. Nước mắt em nhiều lần vì anh rơi trôi, bao vô tâm anh nào có biết đâu. Rồi cứ thế vẫn cứ hay vui đùa, rồi cứ thế đắn đo xanh tình yêu, đã để lại cho em những vết thương. Anh sai rồi. Bỗng một ngày chẳng còn em bên anh nữa, đành mong anh không anh trở về.
đến lúc này chợt nhận ra em ý nghĩa và thân quen trong anh biết bao nhiêu. Giờ hối tiếc cứ trách anh sai rồi, giờ hối tiếc có trách em cũng xa thật rồi. Vì vô tâm nên anh đã mất em, chỉ còn riêng anh trên thế gian. Anh nhận ra một điều rằng anh đã sai thật nhiều, lời xin lỗi chắc đã muôn vàng. Chẳng biết em giờ đây ở phương trời xa ấy còn yêu anh như lúc xưa. Quay về với hiện tại và anh phải cố dừng lại, dù cuộc sống bao thấy quá dài. Thứ tha anh người ơi, gửi ngàn lời xin lỗi. Và em yêu ai biết không, anh nhớ em nhiều. Em là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đây? Nói đi em người ơi, vì sao em lỡ yêu anh nhiều. Từ sâu trong đôi mắt này, em hờ hững cũng như bao ngày. Phải trong nơi chốn đây, để em vội đến và để vội đi. Phải chi em thấu hiểu, rằng anh đã yêu em rất nhiều. Nói đi em người ơi, giờ em muốn anh phải sống sao. Hạnh phúc đâu sẽ kiếm tìm, vẫn đứng đây chờ em đi tìm. Lúc em không còn ai hết, hãy ở yên anh sẽ đi kiếm. Bởi anh yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi em người ơi, giờ em muốn anh phải sống sao. Em chỉ đến bên anh lúc buồn, vậy những ngày vui em về nơi đâu? Chỉ đến bên anh lúc say, vì hết say em đâu ở đây. Em là ai đi qua chỗ này, còn anh là ai trong cuộc đời em đây? Nói đi em người ơi, vì sao em đã yêu anh như vậy? Phê nhu nói cùng anh cầu gì? Ly cà phê như muốn hát cùng em cầu gì? Bay theo làn khói về mùa xuân lòng lại. Bay theo làn gió vẽ tình yêu mong mãi. Anh mất em xa ngày mùa xuân đang về. Khói thuốc, khói thuốc mang qua ly cà phê.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đứng và được tình yêu bạn trai của chúng tôi còn sẽ tổ chức ông là Linh. Xin mời cháu hai của quý vị các bạn nhé. Chúc mừng cháu sinh ra là chúc mừng ba của mình. Và thứ 13.